Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài cho con du học ở bên Mỹ này ha. Xin mời các bạn đón xem. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần. Vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Đây là cái tâm sự của người mẹ có đứa con đi du học ở Seattle, Washington này được 8 năm rồi. Thì đây là đứa em họ của Nancy. Nhưng mà cô ta không có muốn Nancy thâu mặt, chỉ có thâu tiếng thôi. Cho nên Nancy phải lấy cái mặt của Nancy bỏ vô. Nhưng mà cái này là tại vì sao? Rất là nhiều người hỏi Nancy nhưng mà Nancy không có rành lắm. Nhưng mà tiện ở đây có cô em đã có đứa con mới học ra thành đại học, bằng đại học, và chuẩn bị để có công an việc làm. Sau khi học xong rồi là có công ty nó mướn liền luôn. Cho nên hả, cái này là một trong những mà cái ước mơ của rất là nhiều người Việt Nam muốn thực hành cho con của mình. Và cái hành trình như thế nào thì đây là một ít tâm sự để cho các cha mẹ mà muốn có con đi du học biết thêm chi tiết. Nếu mà còn cần thêm chi tiết gì theo thì Nancy sẽ tu bổ thêm. Nhưng mà nói chung là đây cũng là một cái duyên, đủ duyên rồi thì có được một cái tâm sự rất là thú vị. Đừng buồn tôi ơi. Em nói sao, nói là mấy người mà đi du học nói chung á, cảm thấy sao? Nói chung là bây giờ mà ai mà hỏi em á là cảm thấy cho con đi du học như thế nào thì tụi em đều nói là cái đó là một cái sự quyết định đúng đắn, ít nhất là tới thời điểm ngày hôm nay. Bởi vì con em nó ngoan, nó trưởng thành rất là nhiều đó. Tất nhiên là phải, không phải là ai cũng vậy. Những cái điều kiện thì nhiều khi con em nó được may mắn là được người này người kia giúp đỡ. Thật ra nó ở trong cái một cái môi trường đó, thật ra nó không phải là bon chen nước ngoài, cho nên là nó phát triển. Nói chung là tụi em rất là hài lòng, tạ ơn Chúa là nó rất là may mắn. Nói chung là rất là may mắn. Nó chăm học ngoan ngoãn, không có bạn bè để mà mình sao nhãng cái việc học. Nói chung là bây giờ ai mà hỏi là cho con đi học thế nào thì tụi em đều nói là tới thời điểm ngày hôm nay là 8 năm là đó là một quyết định đúng đắn nhất là của tụi em. Là tại vì cái đời sống ở bên đây, hay là cái mức sống, hay là tại vì cái phát triển đó, đủ thứ hết, em thấy đủ thứ hết. Tại vì cái đời sống là con em may mắn là có một cái đời sống nó tốt, nó được người này người kia giúp, thành ra là nó có cái đời sống nó tốt đó. Rồi còn cái bản thân con em nữa, bản thân con em nó phải cố gắng nó học, nó nhiều khi có thời gian nó bị stress, nó phải tưởng bỏ học, nhưng mà rồi cũng phải tụi em cũng phải động viên để nó vượt qua được đó. Nói chung là tụi em rất là hài lòng, và nếu mà ai mà có hỏi thì tụi em vẫn nói là nếu có điều kiện đừng có bằng mọi giá mà đưa con mình đi, nhưng mà phải đủ, ít nhất là đủ điều kiện cho con qua đây càng sớm càng tốt. Tụi em có một đứa nhưng mà không bao giờ mà tụi em nói là con mình phải ở với mình để mà sau này nó gì gọi là báo hiếu hả, với nó trả hiếu. Tụi em không, đã sinh nó ra thì mình, cái cuộc đời của nó khi mà nó đủ trí khôn rồi, cuộc đời của nó là sẽ do nó quyết định. Chứ mình đừng có nghĩ là phải ở đây với mình, phải ở Việt Nam với mình để mà là mình cho con mình cơ hội đúng, để đúng, nó phát triển đúng, có đúng. Một cái đời sống tốt hơn đúng sau này rồi, đúng chứ rồi. Nó cần lựa chọn cái gì thì nó đúng có rồi, cái cơ hội rồi, để lựa chọn đúng hơn rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở Việt Nam thì dĩ nhiên cũng tốt, nhưng mà nói chung là nó không có nhiều lựa đúng chọn rồi, bằng ở bên Mỹ này. Trên thực tế là biết sao, qua bên Mỹ này thì cũng đâu phải dễ đâu. Mỗi lần qua là tiền ăn, tiền ở, rồi tiền máy bay, rồi xin thẻ visa đi đâu có dễ. Cho nên nếu mà có điều kiện, có cơ hội thì nên cho con đi học càng sớm càng tốt. Có nghĩa là không cần phải vô đại học mà học là cao đẳng hả? Cao đẳng là high school. Con em học high school xong lên cao đẳng. Học high school xong rồi lên cao đẳng. Thì nếu mà vậy thì nó có cái nền tảng tốt hơn. Đúng rồi, đúng tại rồi. Vì hả, cái khi mà có mình có cái nền tảng đó thì mình có rất là nhiều thứ để mình phát triển. Với lại mình có thể mình
mình dễ thích hợp với lại cuộc sống ở bên đây hơn, với lại thích hợp với lại khi mà mình, nếu mà mình muốn ở lại để mình làm công việc á thì mình nói chung là nó dễ dàng để cho mình đi làm hơn, tiếng Anh cũng dễ và giống như người bản xứ thì không có bị khó khăn nhiều. Nói chung mình nói chung là đó, thì đó em nói là ai hỏi thì tụi em đều nói là cái quyết định mà khi mà con em nó đi nó còn rất là nhỏ, nó học xong lớp 9. Nhiều khi hả, nó em đêm mà em sợ nghe cái tiếng điện thoại ấy, em sợ lắm, mỗi lần nó gọi nó khóc, nó nói mẹ ơi. Lúc đầu mới qua đây là gian nan đi tìm trường khó lắm, bởi vì nó chưa đủ tuổi để vào học cao đẳng chị. Phải đủ tròn 16 tuổi mà cháu mới 14 tuổi. Đó, thành ra là cứ đêm mà em nghe, em bị ám ảnh mà đêm nghe tiếng điện thoại là em sợ lắm. Cứ cầu xin sao cho con mình á, tìm được cái trường tốt. Cháu học trường công giáo, nó học trường tốt. Thành ra rồi nói chung là bạn bè tốt, gia đình tốt, nói chung là con mình nó rất là may mắn. Chị nghĩ là có rất là nhiều người sẽ hỏi là các quy trình qua bên đây là dễ không hay là nó rất là khó khăn để cái đó em thấy cái đó phỏng vấn. Tất nhiên là ngoài cái thứ nhất là cái điều kiện kinh tế gia đình, cái thứ hai là cái sức học của cháu. Bởi vì con em mà khi qua đây á, nó có khi mà nó cháu nó tốt nghiệp high school này, nó có nói với em là con giống, nó nói là nó giống như là một cái con cá voi, mà nó cá voi xanh, nó có kể một câu chuyện con cá voi xanh mà nó cái tần số của nó khác với cái bầy đàn của nó, cho nên mà khi nó cất tiếng hát lên là không, bạn coi như bầy đàn nó không thể nào hòa nhập được. Yeah. Đó mà nó nỗ lực, nó cố gắng mỗi ngày. Thì đó là cái văn hóa nó rất là quan trọng. Trời, qua bên đây mà có tiếng Anh, tiếng Tâm không có hiểu nhiều, bực mình lắm. Yeah. Có chuyện lắm. Cái thứ hai nữa là nếu mà ở Việt Nam thì em nghĩ là tìm được một cái trung tâm mà tư vấn du học á, nó tốt á, thì nó rất là có lợi cho mình. Để chứ nhiều trung tâm á, họ chỉ biết là họ làm sao mà đưa qua đây, họ không có cho mình thấy được cái mặt trái, cái mặt tối, cái góc tối ở bên này. Còn cái anh mà em quen á, anh ở bên này, anh biết được là những cái nào phải như thế nào thế nào thế nào. Đó, anh ở đây thành ra là tụi em cũng không bỡ ngỡ. Đó, chứ nhiều khi mình chỉ thấy những cái ở trên mạng đó, nhiều đứa cứ tung lên mạng là sống ở bên này nó thế này thế gì, nhưng mà thiên đường hả? Ở bên đây không phải thiên đường, ai mà nhiều khi con trâu hết. Nhiều khi có những cái góc khuất mà mình không biết được. Đó, cũng có homeless, cũng có chuột, cũng chạy đầy đường, cũng có dám, cái đâu có phải là nó ở bên Mỹ không có dám, không có chuột, không có sạch sẽ lắm này, không có đâu. Cũng ăn xin, cũng mấy thế này nọ kia thôi. Thành ra là đó đây. Cảm ơn anh nhiều. Còn cái gì không? Nói chung là đưa con đưa qua đây càng sớm càng tốt. Đưa con qua đây càng sớm càng tốt. Cái đó là ngôn gì, ngôn từ hả? em thấy không, tất nhiên là không phải là nhỏ quá, không phải là nhỏ tới mức mình buông con mình, nhưng mà tự vì con em ở đây là qua là có người thân. Yeah. Thành ra nếu mà ai mà có người thân á, đó mà đủ thân á, đủ mà lo cho con mình đó nha. Chứ nhiều người khi người thân người ta cũng bỏ mặc à. Đúng rồi. Đó, đúng cho rồi. Nên là con em cũng may mắn là có người thân trong gia đình thương yêu nó. Thành ra là cho nên là bây giờ tụi em vẫn nói là ai mà họ hai vợ chồng đều nói, ai mà hỏi mình là khi mà có một đứa con mà tại sao cho đi. Nói không, thứ nhất là mình sinh nó ra, mình phải cho nó cái cơ hội của cuộc đời của nó, không thể nào mà bám víu vào mình được. Đó. Mình cũng không lo cho nó hết cuộc đời được. Cho nên là mà đâu có mất con đâu, chủ ơi, con bây giờ thành tài ha. Rồi bắt đầu cái là lo lắng lại cho cha mẹ chủ. Em thấy cái suy nghĩ của nó rất là lớn, rất là chững chạc. Đó, chứ không phải là thật sự mà nói em thấy cũng mừng, bởi vì cái suy nghĩ của nó không có lên Facebook mà chụp hình mà đăng lên ấy. Nhiều khi mình thèm mà coi được cái hình của con mình mà nó vẫn giấu, nó đưa lên là làm gì. Nó có lợi hay hại, trước khi đưa lên Facebook nó phải có lợi hay có hại. Đó, phải nhìn cái hậu quả của nó như thế nào, cái gì có lợi thì mình làm. Đó, cho nên là nhiều khi em thèm được coi được mấy tấm hình nó lắm mà nó cứ giấu, nó không cho em coi. Đó, nhưng mà nói chung là hai vợ chồng rất là hài lòng, tới giờ cũng vẫn động viên cháu, nói là ba mẹ rất là hài lòng về con. Đó, cố gắng đi mà muốn hả, có một mày cháu nữa. là ông bà phải đi du lịch hoài. Nhưng mà nói chung là nếu
mà mình có khả năng thì nên cho con đi học càng sớm càng tốt. Và cái đó là một cái tương lai nó sáng mở ra cho con cái của mình. Không những cái môi trường sống, cái kiến thức và cái đời sống sau này nó có rất là nhiều lựa chọn hơn. Cho nên ai muốn tham khảo thì Nancy biết gì Nancy sẽ bổ thêm. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé. Xin hẹn gặp lại. Bye bye.